Giá Bitcoin hôm nay mùng 6 tháng 12, Bitcoin ngừng giảm thị trường vẫn đỏ lửa. Bitcoin giữ được mức hỗ trợ tại ngưỡng trên 49.000 đô la Mỹ, song thị trường tiền ảo vẫn ngập tràn sắc đỏ, nhiều tiền mã hóa tiếp tục lao dốc. Trên sàn CoinDesk vào lúc 6 giờ sáng mùng 6 tháng 12 giờ Việt Nam, giá Bitcoin đứng mức 49.453 đô la Mỹ, tăng nhẹ 0,2% tương đương mỗi coin thêm 109 đô la Mỹ. Trong 24 giờ gần nhất, giá Bitcoin giao dịch cao nhất là 49.759 đô la Mỹ và giao dịch thấp nhất ghi nhận mức 47.842 đô la Mỹ. Dữ liệu từ Coin Market Cap cho thấy lượng Bitcoin giao dịch trong 24 giờ qua vào khoảng 37 tỷ đô la Mỹ, vốn hóa thị trường ghi nhận mức 932 tỷ đô la Mỹ. Trên Vicuta, giá tiền ảo hàng đầu giao dịch tại 1,152 đến 1,205 tỷ đồng giá mua bán. Bitcoin trước đó trải qua đợt lao dốc khủng khiếp khiến vốn hóa bốc hơi hàng chục tỷ đô la Mỹ. Cụ thể vào ngày 4 tháng 12, giá Bitcoin giảm gần 10.000 đô la Mỹ chỉ trong một giờ, có lúc về 43.400 đô la Mỹ. Vốn hóa thị trường tiền ảo hàng đầu cũng giảm từ mức 1.000 tỷ đô la Mỹ về còn 850 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân tác động đến thị trường tiền mã hóa nói chung và Bitcoin nói riêng được cho là đến từ tin nhiều giám đốc của các công ty tiền điện tử lớn phải điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ vào ngày 8 tháng 12. Thêm nữa, việc nhiều quốc gia trong đó có Mỹ kiểm soát chặt chẽ hoạt động tiền ảo cũng khiến giá Bitcoin chịu thảm cảnh. Đặc biệt ảnh hưởng từ biến chủng Omicron và những thông tin chưa chắc chắn về mức độ nghiêm trọng của đại dịch khiến nhiều người tìm cách chốt lời. Cùng với đó, việc các cá voi chốt lời khi Bitcoin lập đỉnh cũng khiến thị trường tiền ảo chịu ảnh hưởng tiêu cực. Trở lại diễn biến thị trường sáng nay, nhiều tiền ảo vốn hóa lớn tiếp tục lao dốc, trong đó Binance Coin giảm 2,1%, Solana giảm 3%, Cardano giảm 3,8%, Ripple giảm 5,7%, Polkadot giảm 3,8%, Terra giảm 11,6%, Dogecoin giảm 5,2%, tổng vốn hóa thị trường giảm 1,14% về mức 2.300 tỷ đô la Mỹ.